Nghe tin ấy, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền rời chỗ này, đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương và chữa lành cho những người bệnh. Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: "Nơi này hoang vắng, trời tối rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn." Đức Chúa Giêsu phán: "Họ không cần phải đi đâu. Chính các con hãy cho họ ăn." Các môn đồ thưa rằng: "Ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài phán: "Hãy đem đến đây cho ta." Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ. Họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Số người ăn khoảng 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ em. Sau đó, Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: "Ấy là ma!" Rồi họ la lên vì sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán với họ: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ." Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa." Ngài phán: "Hãy lại đây." Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Giêsu. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: "Chúa ơi, xin cứu con." Tức thì Đức Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: "Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?" Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Những người trên thuyền quỳ lại Ngài và thưa rằng: "Thầy, thật là con Đức Chúa Trời." Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến đất Gê-nê-sa-rét. Dân vùng đó nhận ra Ngài, họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với Ngài. "Này xin Ngài, cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi." Và những ai chạm đến đều được lành. Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi rằng: "Sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?" Ngài đáp: "Thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng:
Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Sau đó Ngài gọi dân chúng đến và phán: hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới là ô uế con người. Sau đó các môn đồ đến thưa với Ngài: thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời này không? Ngài đáp: cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Pierre thưa rằng: xin thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa Giêsu hỏi: các con cũng vẫn không hiểu sao? Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới là ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu: giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu.